Lý Nhã Kỳ không dự Cannes vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì cuộc sống tựa bà Hoàng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không thấy Lý Nhã Kỳ, thành viên quen mặt trong Cannes 2019. Cannes 2019 không xuất hiện vẫn khiến nhiều người tiếc nuối, xuất hiện với bộ trang phục đầy phản cảm ngay trong những ngày đầu của liên hoan phim Cannes 2019. Ngọc Trinh phải nhận làn sóng phản đối cùng vô vàn lời chế giễu thậm tệ. Bất chợt, người ta lôi nữ hoàng nội y ra làm mục tiêu để so sánh với những tên tuổi đi trước. Và không có gì ngạc nhiên khi Lý Nhã Kỳ sau việc quen mặt tại Cannes lại vắng bóng trong năm 2019 này được nhắc đến nhiều hơn cả. Trong nhiều năm từ 2013, khi xuất hiện ở Cannes, Lý Nhã Kỳ và ekip của mình luôn có kế hoạch rõ ràng. Thậm chí so với nữ hoàng thảm đỏ Phạm Văn Băng, cô cũng không hề thua kém một phân một ly dù xuất hiện không vắng bóng tại Cannes. Thế nhưng, những bộ cánh lộng lẫy của người từng là đại sứ du lịch liên tục được khơi lại. Là nghệ sĩ tự do với thân hình gợi cảm, hiếm khi nào công chúng thấy cô khoác lên mình những bộ cánh hở hang quá đà. Trả lời về việc không tham dự Cannes năm nay, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, dù rất tiếc nuối khi năm nay không thể tham dự liên hoan phim Cannes được, nhưng nếu chúng ta sống mà không biết hy sinh cái riêng để được cái chung cho tập thể, thì dù bạn có thành công đến mấy, liệu có ai trân trọng bạn? Hãy biết sống vì cái chung trước, thì tự khắc bạn sẽ có nhiều may mắn thành công hơn khi được mọi người ủng hộ. Tôi tin sự lựa chọn không xuất hiện trên thảm đỏ Cannes năm nay vì thiên đường, vì ekip là điều tôi nên làm trong lúc này. Thiên đường là một bộ phim với sự hợp tác của Việt Nam, Hàn Quốc được khởi động vào năm 2018. Tuy nhiên, những sóng gió xảy ra khi bộ phim đã quay được tới 70%, nội dung do nhà sản xuất vỡ nợ, những tưởng mọi thứ đi vào bế tắc, thế nhưng Lý Nhã Kỳ đã bỏ tiền ra mua lại bộ phim chỉ sau hơn nửa năm. Cô đã mời ekip Hàn Quốc và tài tử Han Se-sik, nam chính của bộ phim, quay trở lại Việt Nam để làm việc. Bộ phim Thiên Đường kể về cuộc sống của Han Se-sik, nam chính, và Lý Nhã Kỳ, nữ chính, gặp nhiều biến cố. Nhưng tất cả đã được hóa giải bằng tình yêu chân chính. Dự kiến, phim sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Cuộc sống xa hoa tựa bà Hoàng cùng bạn trai giấu kín 9 năm. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang là bà Hoàng bậc nhất trong giới showbiz Việt. Ở trong biệt thự giác vàng lên tới cả 100 tỷ đồng trong khu dân cư cao cấp Thảo Điền, nơi ven sông Sài Gòn đắt đỏ bậc nhất thành phố, với lời bật mí của người bạn từng vào tham quan ngôi biệt thự. Nơi này đi cả ngày không hết cùng kiến trúc trong nhà được giác vàng chạm trổ tỉ mỉ như tòa lâu đài của hoàng gia thời xưa. Căn biệt thự tòa lâu đài của Lý Nhã Kỳ tại khu dân cư cao cấp Thảo Điền, quận 2. Khu trần nhà và vách tường vô cùng tỉ mỉ được bạn bè trầm trồ khen ngợi khi tới tham quan. Mặt khác, Du Thiền mang thương hiệu Ferrati Jacques, thương hiệu nổi tiếng được nhiều người trên thế giới sở hữu. Nằm neo đậu trên bến sông Sài Gòn, chiếc du thuyền mua từ tháng 12-2016 được Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô mua tới giá lên tới cả triệu đô để phục vụ việc cá nhân chứ không hề có ý định kinh doanh. Tuy nhiên, việc chỉ đắp chiếu không mấy khi sử dụng cũng khiến Lý Nhã Kỳ tốn cả 10.000 đô cho đội bảo trì mỗi tháng. Con thuyền cả triệu đô chỉ sử dụng vài lần của Lý Nhã Kỳ tại bến sông Sài Gòn. Nội thất trên con thuyền sang trọng của Lý Nhã Kỳ. Đặc biệt, trong một vài lần ít ỏi, Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn nói về vấn đề hôn nhân của mình, chuẩn bị trong năm nay. Cô chia sẻ rằng ngoài công việc bận rộn chuyện tình cảm, bản thân mình có một tình yêu đẹp suốt 9 năm qua và tới thời điểm này, nó đã hoàn toàn chín mùi và nên có một cái kết viên mãn. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà quyến rũ, thế nhưng việc kết hôn không thể chậm trễ hơn được nữa. Lý Nhã Kỳ đã đến lúc phải lo nghĩ về gia đình, mặt khác để cho mẹ yên tâm hơn. Kể về người bạn trai của mình, Lý Nhã Kỳ tỏ ra vô cùng ân ý khi nhắc đến. Dù chưa thực sự công khai, thế nhưng cô cho biết bạn trai mình là người đầm tính, nhỏ hơn 2 tuổi. Lý Nhã Kỳ nói rằng ông bà ta có câu, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Thế nên, đó vẫn là đẹp đôi, không phải là tôi lái máy bay đâu. Tính tôi vốn thuộc tiếp người cổ điển. Tôi thích làm bạn trước, sau đó rồi mới yêu. Cuộc tình của chúng tôi cũng vậy, làm bạn 1 năm, yêu 8 năm, lúc nào không hay. Nếu đàn ông không chủ động thì tôi cũng sẽ không chủ động lại luôn. Tiết lộ thêm về câu chuyện của mình, Lý Nhã Kỳ nói rằng có lẽ mình sẽ kết hôn trong năm nay và chuẩn bị có một buổi chia sẻ với công chúng và báo chí về việc này. Dù kết hôn hay chưa, cô vẫn sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật như hiện tại. Nỗi sợ vỡ tử cung không còn khi Hải Băng đã chính thức hạ sinh con thứ ba trong xã Thành Đạt. Mẹ chồng Hải Băng vui mừng chia sẻ hình ảnh sinh nở của con dâu. Có thể thấy sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn ổn định, mặc dù đứa con vừa chào đời là thai nhi trộm. Trưa 25 tháng 5, nữ ca sĩ Hải Băng đã chính thức sinh con thứ ba trong xã Thành Đạt.
theo chia sẻ của mẹ chồng Hải Băng, con dâu bà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế vượt cạn vào tối qua. Cho tới sáng qua, Hải Băng, Thành Đạt và người thân đã chính thức có mặt tại một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ca sinh mổ. Mặc dù ca sinh nở này được dự báo ngay từ đầu là khá nguy hiểm, nhưng hình ảnh mẹ chồng Hải Băng chia sẻ cho thấy cô vẫn giữ được tinh thần tốt, nở nụ cười tươi chờ đón con thứ ba chào đời. Hải Băng, Thành Đạt đã chuẩn bị tâm lý sinh nở vào tối qua. Vừa qua, Hải Băng có mặt tại bệnh viện với tâm thế khá thoải mái. Cô còn vui đùa cùng ông xã trước ống kính. Thành Đạt luôn ở bên hỗ trợ và động viên tinh thần bà xã trước ca sinh mổ. Hải Băng chuẩn bị vượt cạn. Thành Đạt luôn trong tâm trạng háo hức chào đón con thứ ba với Hải Băng ra đời. Khi con dâu Hà sinh thành công quý tử cho Thành Đạt, mẹ chồng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Rất nhiều lời chúc mừng cặp đôi Băng Đạt cùng gia đình đã được mọi người gửi đến thông qua mẹ chồng nữ ca sĩ. Trước đó, Hải Băng đã có hai nhóc tỳ đáng yêu với Thành Đạt. Lần lượt một gái một trai, nữ ca sĩ mang bầu lần 3 sau khi sinh con thứ hai mới tròn 3 tháng, vết mổ cũ còn chưa lành. Đồng nghĩa với việc phải đối diện với nhiều rủi ro, lần sinh thứ 3 nếu có, tôi sẽ phải đối mặt nguy cơ nứt vỡ tử cung. Hai lần sinh trước, cổ tử cung của tôi đã có vết sẹo lớn nên nguy cơ bị bột dẫn đến tình trạng vỡ tử cung, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ và thai nhi, Hải Băng từng tâm sự. Tuy nhiên, bà xã Thành Đạt vẫn quyết tâm giữ lại thai nhi trộm, bất chấp cảnh báo sinh nở rủi ro từ bác sĩ. Bầu lần 3 khi con thứ hai chưa kịp lớn, Hải Băng tự nhận mình là máy đẻ. Như vậy, tổ ấm của Hải Băng, Thành Đạt càng thêm viên mãn khi có một nhóc tỳ nữ chào đời. Hải Băng vừa lên bàn mổ sinh quý tử, Diệp Bảo Ngọc có hành động dạy con đáng nể. Cách cư xử văn minh của Diệp Bảo Ngọc đối với gia đình chồng cũ khiến nhiều người nể phục. Vượt qua những nguy cơ về sức khỏe do việc bầu bì liên tiếp trong thời gian ngắn, Hải Băng vừa trải qua 9 tháng thai kỳ, lần 3 bình an, khỏe mạnh. Hiện tại, nữ ca sĩ đã nhập viện chờ sinh cậu út Kyo trong sự hồi hộp của cả gia đình. Trong những ngày Hải Băng ở viện, ông xã Thành Đạt tạm hoãn mọi công việc để túc trực bên vợ, chờ hộ đẻ. Mới đây, người đẹp bất ngờ đăng tải bức hình được chồng hôn bụng, bầu u yếm cùng dòng trạng thái. Chuẩn bị ra quậy với cả nhà nhé Kyo khiến nhiều khán giả đoán, chắc hẳn thời quý tử thứ ba của cô chào đời đang đến rất gần. Trong một diễn biến khác, vợ cũ của Thành Đạt là nữ diễn viên cùng hot girl Diệp Bảo Ngọc khi tham gia một chương trình tọa đàm, mới đây đã bày tỏ một số quan điểm khá văn minh hiện đại trong việc dạy con và nhận được sự đồng tình của đông đảo mọi người. Theo đó, người đẹp luôn thể hiện thiện chí trong việc hợp tác với chồng cũ về vấn đề nuôi dạy con chung là bé Kit. Cô không những không ngăn cản quyền làm cha của Thành Đạt mà còn hài lòng với cách anh chăm sóc con trai. Mỗi cuối tuần, Diệp Bảo Ngọc để chồng cũ qua đưa đón bé Kit về nhà thăm nội và chơi đùa cùng em trai em gái. Theo mỹ nhân sinh năm 1993, dù Kit và các em không thường xuyên ở chung nhà và không có cùng 100% huyết thống, nhưng cô vẫn luôn giáo dục, nhắc nhở con phải biết yêu thương kem coi. Và sau này là Kyo, khi càng lớn lên, Kit càng ý thức được việc làm anh của hai em nhỏ. Dù bé và hai em không sống chung cùng một tổ ấm, song tôi luôn chỉ dạy bé. Yêu thương hai em như em ruột, chúng ta không nên gieo rắc vào đầu trẻ nhỏ những suy nghĩ tiêu cực, hãy để chúng được yêu thương san sẻ một cách tự nhiên và tình cảm nhất. Hiện tại, tôi hài lòng về mối quan hệ của con với hai em bé của chồng cũ, người đẹp nói. Khẳng định luôn dạy dỗ con sống chan hòa gắn bó với các em, Diệp Bảo Ngọc được nhiều người nể phục vì tư tưởng hiện đại và cao thượng. Điều đó cũng cho thấy mối quan hệ khá tốt đẹp giữa cô và chồng cũ, cũng như gia đình riêng của anh. Cả ba đều làm tất cả những gì có thể để con trẻ được sống với một mái ấm đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Bị ném đá vì lợi dụng ôm hôn đồng nghiệp, Lâm Vĩ Dạ bất hòa, bỏ giận MC với Trương Thế Vinh. Sự vắng mặt của Lâm Vĩ Dạ đã khiến người hâm mộ đặt ra dấu chấm hỏi. Thời gian vừa qua, Lâm Vĩ Dạ liên tục nhận gạch đá từ phía cư dân mạng khi có những hành động bị nhận xét quá giới hạn của nữ diễn viên khi tham gia game show. Cụ thể là với nam diễn viên Trương Thế Vinh, dù đã có chồng con nhưng không ít lần trên truyền hình, bà xã Hứa Minh Đạt lợi dụng cơ hội để hôn Trương Thế Vinh. Chính vì những hành động quá mức thân mật này mà Lâm Vĩ Dạ và Trương Thế Vinh còn bị đồn đoán là có tình cảm trên mức đồng nghiệp với nhau. Lâm Vĩ Dạ bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ vì hành động liên tục đòi hôn Trương Thế Vinh. Trước đó, bà xã Hứa Minh Đạt cũng đã bị ném đá vì công khai thả thính Trương Thế Vinh. Giữa lùm xùm động chạm đến đồng nghiệp, phía Lâm Vĩ Dạ chọn cách im lặng trước các thông tin trái chiều về mình.
Tuy nhiên mới đây Lâm Vĩ Dạ đã khiến cư dân mạng xôn xao khi đột ngột bỏ dẫn MC để Trương Thế Vinh đứng trên sân khấu dẫn một mình cho một chương trình mà cả hai làm MC chung. Sự vắng mặt của Lâm Vĩ Dạ đã khiến người hâm mộ đặt ra dấu chấm hỏi liệu có phải lý do bất hòa mà hai người ngưng hợp tác đột ngột. Khi được hỏi vì sao Lâm Vĩ Dạ lại vắng mặt thì Trương Thế Vinh cũng không có câu trả lời cụ thể. Thậm chí nam diễn viên còn tỏ ra khá bối rối và mù mờ về việc này. Để tránh hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, Trương Thế Vinh đã gọi điện thoại trực tiếp Lâm Vĩ Dạ về lý do vắng mặt. Tuy nhiên câu trả lời của cô lại là đi du học. Em đang ở sân bay nè, tập này anh giữ một mình đi, em phải đi du học để học một khóa về giác quan thứ 6. Lâm Vĩ Dạ đáp trả Trương Thế Vinh một câu xanh rờn qua điện thoại. Nhiều người cho rằng Lâm Vĩ Dạ đột nhiên ngừng sự nghiệp nghệ thuật để đi du học khá là vô lý. Chưa kể đến ngành giác quan thứ 6 mà Lâm Vĩ Dạ chọn để tu nghiệp là hoàn toàn xa lạ. Thông tin bỏ show vì cãi vã đã được nữ diễn viên đính chính là không đúng, nhưng lý do mà cô đưa ra thì khó mà để người ta tin được. Có lẽ chuyện du học chỉ là đùa nam đồng nghiệp thôi, hẳn là cô bận việc đột xuất nên mới đợi Trương Thế Vinh lẻ loi như vậy.